Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G bản thấp nhất của dòng xe Toyota Cross em nhé khi mở sang cuối tháng 3 này chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này đang có giá cả như nào tổng ngân bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhiều cách chiếc cụ thể ạ còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 755 triệu ạ. Đây là chiếc xe Vim 2022 em nhé. Sang à, cuối tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 690 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 65 triệu tiền mặt cho chiếc xe Vim 2022 ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó nội đang là 803 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì đang là 768 triệu thôi ạ. À. Tỉnh áp thuế trăm thì đang là 783 triệu. Và ở Thành Minh thì đang là 788 triệu. Còn ở trả góp thì đang là 260 triệu. Tỉnh thì đang là 225 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì đang là 240 triệu và ở thành phố minh thì đang là 245 triệu ạ à. Có một giá tốt hơn khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá ok tiếp theo thiệu cho anh em về những tính năng option ạ à. đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ à. kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m460 rộng là 1m825 ạ à, còn cao là 1m620 còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m640 ạ Còn khoảng sáng cầm xe chiếc xe này đang là 16,1cm ạ Tổng thể chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao em nhé Về đầu xe của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này Nó được uh, thiết kế nó rất là thể thao, mạnh mẽ và sang trọng ạ Và đặc biệt có mặt được cơ lăng của chiếc xe này thì thiết kế nó rất là to bản em nhé Đấy, viền xung quanh được uh, bằng ốp nhựa đấy ạ. Đó. À. Có về mặt cản trước của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó được dập nổi khá là nhiều. và được được ốp uh, thiết kế nó rất là góc cạnh em nhé. Về cụm đèn phía trước của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó sử dụng là đèn đèn halogen đấy ạ. đèn halogen này em nhé. Đây coi cho anh em chi hơn về bên uh, cụm đèn này. Đèn chiếu sáng ban ngày của chiếc xe bản này thì nó sử dụng là đèn halogen đấy ạ. Đó. Ngoài ra thì đèn đèn gầm của chiếc xe này thì nó sử dụng là đèn đèn led anh em nhá. Các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ có cảm biến góc trước đi ạ. Nó sẽ không có camera 360 độ đâu ạ. Về sườn xe của chiếc xe TOTA Cross này thì nó cũng không phải được dầm nổi quá nhiều đâu. Nó thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển không nhưng mà không kém sự sang trọng ạ. Về phần uh, bánh xe ạ, về vành chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm vành 17 inch đi ạ phanh trước là phanh đĩa phanh sau cũng là phanh đĩa màu nó màu bạc trắng em nhé các tính an toàn như hệ thống phanh ABS phân bố phanh điện tử LD hỗ trợ phanh cần cấp BA và rất nhiều tính an toàn nữa đi ạ Về sườn xe, sườn xe của chiếc xe này thì nó chỉ là có ốp nhựa thôi ạ, nó không có ốp mạ chrome ạ Về gương chiếu hậu ạ, Gương chiếu hậu của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó sử dụng gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tiếp hợp trên đấy sẽ là có sinh nhan trên gương bằng đèn LED ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Chiếc xe này thì nó sẽ không có camera 360 độ nên sẽ không có camera tích hợp trên gương nhầm nhá. Về chân kính của chiếc xe này chân kính trên và chân kính phía dưới cũng giảm một dáng nhựa thôi ạ. À. Nếu có thanh nhập chrome thì nó sẽ được cảm giác nó sẽ trường xe hơn. Về tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa nhá. Còn về trần xe ạ Trần xe của chiếc xe Toyota Cross này Nó sử dụng là trần phẳng này ạ Nó sẽ không có cửa sổ trời đâu Nó cũng không có giá loay hai thanh ạ Anten nó oh, anten với cá rồi đấy ạ Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe ạ Đuôi xe của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này Nó cũng được dập nổi khá là nhiều Giúp cho phần đuôi xe của chiếc xe này Cảm giác nó sẽ được thể thao và mạnh mẽ hơn ạ Về cụm đèn phía sau ấy ạ Cụm đèn phía sau của chiếc xe này thì nó sử dụng là đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và có ở giữa thì xem nào có chữ cross để ở giữa đó nó rộ lổ lên em nhá về phần các tính an toàn về phần đuôi xe thì nó sẽ có cảm biến lùi và cam lùi đấy ạ đây coi cho anh em chi hơn về bên cạnh sau này cạnh sau của chiếc xe này thì nó cũng thiết kế nó khá là góc cạnh khá là thể thao đấy ạ bô chiếc xe này nó sử dụng là bô bô đơn bô dấu phía dưới em nhá Đây, em sẽ quay cho anh em sang phần đuôi xe này về mức tiêu nhiên liệu ạ à. mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó ở trong đô thị thì đang là 11 10,1 lít ngoài đô thị đang là 6 lít 26 cái đầu trung bình chỉ có là 7 lít 64 thôi ạ à còn đây giới thiệu cho em về nội thất ạ nội thất của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó sử dụng không gian nội thất màu đen kết với mà màu nâu ạ tạo ra không gian nội thất của chiếc xe cảm giác được sang trọng hơn lịch lãm hơn ạ đây. ghế của chiếc xe này thì nó sử dụng là ghế da nhé ghế da chỉnh điện đấy ạ không gian nội thất màu nâu như này thì nó sẽ cảm giác nó rất là sạch sẽ đi ạ ghế chỉnh điện nhé đó còn đến bên cánh cửa này nó sẽ không gian màu đen với cặp với màu nâu đấy ạ có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa khóa cửa chốt kính ạ. điều chỉnh bốn mặt gương ạ ok giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai ạ hàng ghế thứ hai của chiếc xe toyota cross bản này thì giống như ghế đầu tiên nhé. ghế da màu 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 nâu cái về màu đen đấy ạ giờ sẽ quay cho em về tổng quan về bên hàng ghế đầu tiên ạ đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu á, được bọc da sở rất mềm mải ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ. À, về túi khí bàn này nó sử dụng là 7 túi khí em nhé. Còn, còn đây là bảng đầu tóc lô này. Bảng đầu tóc lô của chiếc xe này nó sử dụng bảng đồ uh, TFT uh, 4.2 inch ạ, khá nhỏ thôi nhưng mà rất là đầy đủ thông tin về chiếc xe. Còn về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch ạ có cái lối capo keo đây và auto Android ạ Đó, khá là nhỏ em nhá. theo em chiếc xe thì nên sử dụng màn hình to hơn tầm khoảng 10 đến 11 inch thì tuyệt vời hơn rất là nhiều về hệ thống điều hòa đấy ạ Đi hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa tự động đấy ạ có chìa khóa thông minh nhé về số loa chiếc xe này nó sử dụng là 6 loa đấy ạ Đó. đây quay cho anh em về bên uh chi, chi hơn này về bên ghế phụ này ghế phụ đó cũng là không gian màu nâu kia với màu đen đấy ạ à. đây về hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp em nhá cho cả ba phiên bản đấy ạ dẫn đầu cầu trước ạ cần số nó sử dụng là cần số thẳng ạ viên xung quanh được uh, mạc, được gọi ép mạng chrome rất tuyệt vời về từ tay trung tâm đấy ạ đó. Đây xem sẽ giới thiệu cho anh em về bên ở à, à, đây có cửa gió cho hàng ngày thứ hai này. Về động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.8 đấy ạ. Động cơ 1.8 nhá. Với công suất cực đại nó đang là 138 mã lực trên cho 6400 vòng/phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 172 Nm trên cho 4200 vòng/phút ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì nó có các tính an toàn như sau Hệ thống phanh ABS này Phân bố đốt phanh điện tử LD Hỗ trợ phanh khẩn cấp BI à, Ngoài ra thì nó sẽ nào có cảm biến lùi xe này à, Cảnh báo phanh khẩn cấp này Bản này nó sẽ không có như là camera 360 độ này Hệ thống cảnh báo điểm mù này, Hệ thống cảnh báo phương tiện ngang nó sẽ không có đâu ạ à, nó sẽ có hệ thống là phanh ABS này, phân bố đốt phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh cần cấp 3, hệ thống uh, cân bằng điện tử xe kiểm soát được kéo hỗ trợ dốc ạ và nó sẽ có cảm biến số lỗ anh em nhá rất tuyệt vời bạn này sẽ có đấy ạ một số cái như là cái an toàn của Toyota nó sẽ không có đâu ạ ví dụ như là cảnh báo lần làn đường cảnh báo giữ làn đường hay là cảnh báo điều khiển hành trình chủ động mà này sẽ không có nha anh em nhá ok vậy giờ này em đã giới thiệu cho về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này sẽ phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe do mỗi dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Nam để cho anh em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh c tiêu dầu của em sẽ chuyên về giá xe ạ. À? Tẩu bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. À. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các ạ.